Nhiều bạn làm trong cái lĩnh vực bất động sản thì đang có những cái kỳ vọng mang tính thái quá về cái miếng bánh hay được gọi là cái phân khúc màu hồng bất động sản khu công nghiệp và các bạn đang và đã có thể đang đánh giá không thực sự chính xác lắm về cái phân khúc này. Thì trong video ngày hôm nay Thắng sẽ dành ra khoảng 10 phút để làm rõ những cái vấn đề mà có lẽ là các bạn đang không nhìn nhận ra. Thứ nhất là cái câu chuyện bất động sản khu công nghiệp không phải bây giờ mà từ những năm 2019, tức là từ giai đoạn mà có cuộc chiến thương mại Mỹ Trung diễn ra, trước đó thì đã rộ lên rất nhiều và đã có những cái đợt tăng giá rất là tốt trong giai đoạn trước đó chứ không phải đến bây giờ mới nói về bất động sản khu công nghiệp. Tuy vậy thì chúng ta phải nhìn nhận như thế này. Nếu tính tới theo một cái số liệu mà tháng hiện nay đang có thì tính tới ngày 20 tháng 5 năm 2020 thì tổng cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài tức là vốn FDI vào Việt Nam bao gồm cả cái vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh và cái giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Tất cả thì nó gộp chung lại và đạt 13,9 tỷ đô la Mỹ, giảm tới 17% so với cùng kỳ năm trước. Đó, đó là con số mà Tổng cục Thống kê công bố. Và chúng ta biết được rằng là chúng ta kỳ vọng về một cái Việt Nam là sẽ thu hút là cái vùng đất lành chim đậu để hút cái dòng vốn FDI khi mà cái ảnh hưởng rất là mạnh của Covid-19 dẫn đến là bé gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu và các nước đặc biệt là châu Âu và Mỹ thì hiện chịu một số các cái ảnh hưởng nhất định nên họ cảm thấy là lo ngại cho cái chuỗi cung ứng của mình và đang muốn tìm một cái giải pháp nào đó để cân bằng ít phụ thuộc vào trung quốc hơn tất nhiên điều đó là sự thực nhưng cái sự thực hơn cả phải nhìn phải đánh giá đó chính là một thứ nhất là chúng ta phải nhìn cái số liệu đăng ký vốn fdi và những cái dòng vốn đầu tư nước ngoài đã và đang thực hiện cũng như là cam kết tại việt nam có những cái điều có thay đổi gì không Điểm thứ hai là cái câu chuyện liên quan tới việc đó chính là gì? Đó chính là cái bất động sản khu công nghiệp không chỉ đến bây giờ mới được nhắc tới mà nó đã được nhắc tới trước đó rồi. Chứng khoán, những cái công ty chứng khoán phát triển trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp đã có những cái chu kỳ tăng giá rất là mạnh trước đó. Thị trường bất động sản khu công nghiệp đặc biệt là các cái đất vùng ven các khu công nghiệp mới thì cũng đã có một cái nhịp tăng không hề ít và nó cũng chẳng thua kém gì so với cái chu kỳ tăng giá của bất động sản thị trường bất động sản nói chung. Do đó thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm thêm một vài vấn đề mà để chúng ta biết được rằng là giá của hiện nay thì nó có thực sự là rẻ hay không hay là nó đã và đang ở cái vùng giá đắt rồi. Thứ hai là theo một số cái số liệu thống kê của chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì ông Nguyễn Mại ông cho rằng là thực tế chúng ta đánh giá phải thật đúng đúng ở chỗ tức là cái dịch chuyển cái dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài từ rời khỏi Trung Quốc thì nó sẽ không ồ ạt nó có nhiều lý do để có thể nói với anh chị và các bạn là nó không ồ ạt nhưng À, dự đoán thì nó cũng chỉ cần dịch chuyển từ 3 đến 5% là chúng ta cũng đã có cái cơ hội để đón cái dòng vốn này rồi. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng không phải chỉ riêng chúng ta, cái cơ hội này nó cho, gọi là giải đều cho nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả uh, những cái quốc gia mà hiện nay thì họ đang có những cái tiềm lực kể cả về công nghệ thông tin, kể cả về nguồn vốn hay là những cái vùng đất rộng lớn. Lấy ví dụ như là Ấn Độ và Indonesia là hai hai trong số những cái quốc gia mà thực sự là có những cái lợi thế, những cái lợi điểm hơn hẳn Việt Nam cả về công nghệ thông tin và cả về cái nguồn nhân lực. Cái Indonesia và Ấn Độ đều tuyên bố sẽ tiếp nhận đủ khả năng để tiếp nhận hàng ngàn các cái nhà máy nếu như có nhu cầu dịch chuyển khỏi Trung Quốc nên là cái việc cạnh tranh với với cái, cái 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 những cái quốc gia này thì của chúng ta cần phải có một cái lợi thế nào đó, có tính khác biệt hoặc là có một cái ưu điểm khác biệt nào đó thì may ra chúng ta mới đón được cái luồng vốn này. Và trên thực tế như vậy thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc và đánh giá thật là kỹ lưỡng xem là có thực sự có cái dòng vốn đến để đổi nhà máy, chuyển nhà máy hay không hay là chủ yếu giống như những giai đoạn cách đây khoảng tầm một vài quý chủ yếu là các nhà đầu tư nước ngoài đến việt nam thuê nhà xưởng tại các khu công nghiệp chủ yếu là dùng để làm kho và việc mà làm kho đó không biết là sản xuất thì tới đâu nhưng mà chủ yếu là thực hiện một cái hành vi nó gọi là hành vi trốn thuế đại loại như là tạm xuất mà tái tức là gọi là xuất cảnh sang Việt Nam, xuất sang Việt Nam, sau đó thì tránh cái thuế chiến tranh thương mại Mỹ Trung để xuất đi Mỹ và nó gây ra những cái cái thứ nhất là những cái 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 cái, cái, cái hệ lụy sau này cho nền kinh tế Việt Nam khi mà Mỹ để ý kỹ hơn những câu chuyện này thì sẽ ảnh hưởng đến đến thương mại của Mỹ với Việt Nam và cũng có thể sẽ phải uh, Mỹ sẽ áp thuế hoặc là làm các cái biện pháp phòng vệ thương mại tương tự như đối với Trung Quốc thì nó lại thành ra là dở hơi nên là chúng ta phải biết được rằng là những cái dòng vốn dịch chuyển thì nó dịch có đúng hay không hay là chỉ nói trên giấy như vậy rồi nó không đi đến đâu cả. Một điểm thứ ba mà tháng muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn đó chính là cái dòng vốn cái các cái doanh nghiệp, các cái nhà máy uh, đang sản xuất tại Trung Quốc của những cái doanh nghiệp những tập đoàn lớn trên thế giới ở Mỹ ở châu Âu thì không phải đến bây giờ mới có cái câu chuyện họ tìm kiếm những cái thị trường khác để thay thế cho cái nơi để gọi là công xưởng sản xuất của thế giới là Trung Quốc. Lý do là bởi vì trong những năm gần đây sau một khoảng thời gian đủ dài gần 20 năm Uh, trở thành một trong những cái quốc gia là công xưởng của thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của nguồn nhân lực tại Trung Quốc, sự phát triển mạnh của các cái dịch vụ đi kèm, uh, những cái gọi là những nguồn nguyên liệu đi kèm gần và nằm chậu gói gọn trong các khu công nghiệp, đó là những cái lợi thế mà nhiều năm uh, thu hút cái dòng vốn nước ngoài chuyển mình thành một cái quốc gia là công xưởng sản xuất thì uh, Trung Quốc đạt được rất là nhiều lợi thế. Nhiều trong số những nhà máy tại Trung Quốc thì giai đoạn trước tận dụng được nguồn nhân lực giá rẻ nhưng mà ngày nay thì cái nguồn nhân lực giá rẻ ở Trung Quốc đã không còn rẻ nữa. Sau đó từ năm 2016 đến năm 2020 thì nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đã có những cái việc là đi tiền trạm tức là đi tìm kiếm những cái vùng đất khác có thể thay thế được và có thể dịch chuyển một phần cái sản xuất của mình. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng là Ờ, họ dịch chuyển từ lâu nay rồi chứ không phải đến ngày hôm nay họ mới ồ ạt gấp gáp để làm cái câu chuyện đó để tránh thuế hoặc là để làm những cái việc mà mà cần phải gấp gáp ngay bởi vì khi mà tìm kiếm một cái vùng đất mới thì họ cần phải hội tụ được nhiều các yếu tố cả về câu chuyện liên quan đến hạ tầng vận tải dễ dàng để có thể chuyển hàng hóa của họ đi xuất bán ở khắp các nơi trên toàn thế giới. Ngoài ra thì khi họ chuyển một cái nhà máy tới, họ cần phải kiếm đếm test xem là cái nguồn nhân lực tại địa phương có đạt con có, có đạt được cái yêu cầu hay không, có đảm bảo và có đầy có đủ lượng để cho họ sử dụng hay không đặc biệt là những cái công nhân chất lượng cao sản xuất trong những cái dây chuyền hiện đại thì liệu có hay không hay là họ phải đem những cái chuyên gia của họ tới rồi quá trình đào tạo để rồi thay đổi rồi cái cách tiếp cận với cái thị trường tại cái vùng đất mới đó nó có thực sự phù hợp hay không chi phí dịch chuyển nó có có thỏa mãn hay không đó là những điều mà họ đã cân nhắc nhiều năm nay chứ không phải đến bây giờ họ mới nghĩ tới tất cả những cái điều đó thì chúng ta thấy được rằng là cái việc có một cái cơ hội dịch chuyển cái dòng vốn nước ngoài đặc biệt là dòng vốn từ Trung Quốc tới những các quốc gia khác để thay thế và giảm thiểu cái sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu là có nhưng chuyển dịch về đâu và chuyển dịch như thế nào trước khi chúng ta tham gia đầu tư và kinh doanh trong cái lĩnh vực gọi là bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta cũng cần phải lưu ý thật kỹ những điều đó và hơn hết thì chúng ta phải đánh giá cho thật là kỹ lưỡng khi chúng ta đầu tư vào lĩnh vực gọi là bất động sản vùng ven khu công nghiệp hoặc là bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta phải lưu tâm rằng là cái tỷ lệ lấp đầy như thế nào chúng ta phải kiểm đếm cố gắng xem xét và đánh giá xem là cái khu công nghiệp đó liệu có bao nhiêu nhà máy bao nhiêu công nhân khả năng lấp đầy như thế nào và nó có thực sự là cái cái gọi là cái điểm sáng hay là nó gọi là cái miếng bánh ngon trong cái phân khúc thị trường bất động sản trong giai đoạn sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn hay không. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng ta không thể bỏ ra ngoài được cái câu chuyện mà trong một số các cái dữ liệu các thông tin mà chúng tôi tập hợp được thì chúng ta nên nhớ một điều rất là quan trọng đó là dù có muốn hay không muốn thì sớm nhất phải đến cuối năm 2021 thì chúng ta mới thực sự là có cái dòng vốn này chuyển dịch thực sự mới là, là 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 chuyển dịch mạnh mẽ trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam thì trong năm tháng đầu năm Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với khoảng tầm 4,3 tỷ đô la chiếm khoảng 58 phần à, trăm tổng số vốn đăng ký mới Đài Loan à, chiếm 10 phần trăm Trung Quốc chỉ chiếm đâu đó khoảng 9 phần trăm thôi đó là những cái số liệu mà chúng tôi biết được là khu Hồng Kông, hành chính Hồng Kông thì khoảng đâu đó 6,7% tức là khoảng 500 triệu đô Hàn Quốc thì khoảng hơn 400 triệu đô là chiếm 5,9% Nhật Bản thì khoảng hơn 200 triệu đô chiếm 3% các cái quần đảo tại uh, cây may tức là một số cái quần đảo mà phi thuế thì đầu tư vậy về Việt Nam chiếm khoảng 1,3% và như anh chị và các bạn biết rằng là đến tận cuối năm 2021 thì có hay không có thì các cái dòng vốn này nó mới dịch chuyển và khi có dịch chuyển rồi thì chúng ta xác định thêm một yếu tố thứ ba để cho video của chúng ta nó gọn trong vòng trên dưới 10 phút thôi thì Thắng sẽ nói nhanh đó là khi anh chị và các bạn tham gia mua bán và xem cái lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp là cái chỗ để anh chị và các bạn kinh doanh là cái nguồn hàng để anh chị và các bạn đầu tư đầu cơ thì chúng ta cũng cần phải làm rõ với nhau rằng là cái nhu cầu của anh chị và các bạn mua tới đó để làm gì mua để đầu cơ chờ tăng giá hay không thì nếu muốn nếu mà mua để để gọi là mua sớm chờ tăng giá đầu cơ thì phải tìm kiếm được xem là cái khả năng lấp đầy của những cái khu gọi là vùng ven khu công nghiệp hoặc là khả năng lấp đầy của bất động sản khu công nghiệp nó tới đâu liệu các cái nhà máy như thế nào còn nếu như anh chị và các bạn mua ở vùng ven để xây nhà trọ cho thuê thì cũng phải liên quan đến câu chuyện số lượng công nhân tại khu nghiệp đó là bao nhiêu và cái giá thành hiện nay so với cách đây khoảng tầm 3 tới 4 năm trước thì nó đã đắt hơn bao nhiêu rồi để chúng ta tin lượng và dễ dàng cho cái câu chuyện đó là uh, chúng ta cân đối cái dòng tiền. Còn nếu như mà chúng ta mua bất động sản khu công nghiệp với cái mục tiêu là chúng ta xây phòng trọ để kinh doanh thì một điều cực kỳ quan tâm mà anh chị và các bạn không thể bỏ qua đó chính là chúng ta cân đối xem là cái tổng thu từ cái việc mà à, cho thuê phòng trọ với cái tỷ lệ xác suất lấp đầy là 85 đến 90% à, thì chúng ta thu vào về là bao nhiêu tiền sau đó chia cho cái tỷ lệ là tổng cái giá trị giá thành mà chúng ta kể cả tiền đất mua vào và cái tiền mà gọi là bỏ ra vốn đầu tư để xây phòng trọ xem chúng ta đạt được cái tỷ suất sinh lợi là bao nhiêu. Nếu nó thấp hơn gọi là quá lãi suất ngân hàng tức là lãi suất tiền gửi bây giờ khoảng tầm 55 đến 6% thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc và đánh giá lại bởi vì khi chúng ta xác định với cái tư duy là kinh doanh cái phòng trọ như vậy thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều các vấn đề liên quan kể cả cái câu chuyện nó là khi chúng ta xây xong rồi thì cái, cái cái nhu cầu về cho thuê nó không đạt được cái tỷ lệ 90% do là các cái khu công nghiệp hoặc là các cái nhà máy nó chưa dịch chuyển về ngay nó bị chậm dẫn đến chúng ta sẽ bị thiệt hại trong ngắn hạn và ảnh hưởng của cái xu hướng giá bất động sản có thể anh chị và bạn mua ở cái mức giá nó không rẻ cho lắm thì dẫn đến câu chuyện những cái thiệt hại nên chúng ta cũng cần phải lưu lưu tâm cái câu chuyện này Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc và đánh giá lại thật kỹ lưỡng những cái câu, những cái đơn hàng, những cái đơn vị họ chào bán theo cái hướng là cam kết lợi nhuận. Đây là một trong những cái phương pháp mà nó có phần gọi là mang tính chất hơi hơi thiên về cái đa cấp và nhiều khả năng thì các đơn vị cam kết và lợi nhuận như vậy sẽ thực hiện không được trong cái điều kiện hiện nay nên chúng ta cần phải có biện pháp để tránh xa những cái 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 đơn vị mà có những cái cam kết theo kiểu là 6 tháng là 15% hay là kiểu kiểu như như vậy thì chúng ta đã biết được rồi là nó hoàn toàn có thể có cái sự biến tướng của cái câu chuyện phân lô bán nền nhưng mà vì các nhà đầu tư hiện nay đang quan tâm tới cái lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta sẽ cũng sẽ dễ bị các cái nhóm các tổ chức này họ tìm cách lần vào và đầu cơ cũng như là dùng các cái giải pháp các cái sản phẩm của bất động sản khu công nghiệp để biến tướng nó thành là cái mà như tôi vừa nói hơn hết nữa thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến cái pháp lý của bất động sản khu công nghiệp có liên quan đến câu chuyện là bất động sản đó thì có thời hạn bao nhiêu lâu có được xây nhà gọi là à, những cái sản phẩm bất động sản vùng quanh khu vực đó thì được cấp số như thế nào đất đó là đất sử dụng lâu dài hay là đất 50 năm và chúng ta được xây cái gì lên đó là những điều mà về mặt pháp lý chúng ta cần phải thực sự quan tâm nếu không tránh cái trường hợp là chúng ta sẽ bị mất tiền do chúng ta nắm không chắc những vấn đề này và nó là những cái vùng đất gọi là khá là hoang sơ bởi vì nơi phát triển khu công nghiệp thì chủ yếu được uh, cấp phép uh, trên nền của cái đất gọi là đất rừng lâu năm hoặc là đất uh, không phải là đất rừng lâu năm mà gọi là cái đất mà nó gọi là đất lâm nghiệp anh chị và bạn thì thường á thì xung quanh cái khu vực đấy là cái các cái đất đai nó cũng chưa phải là cái đất sổ đỏ sổ hồng như mà gọi là sử dụng lâu năm đâu nên anh chị và các bạn cũng cân nhắc kỹ lưỡng và khi mà họ phát triển khu công nghiệp như vậy á thì rất dễ đất của anh chị và các bạn thì dính vào quy hoạch nên chúng ta cũng cần phải quan sát và xem thật thận trọng theo tôi thì nếu như thực sự chúng ta không có quá nhiều áp lực và cũng không phải là dân chuyên trong lĩnh vực uh, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp mà chỉ là dân tay mơ thì chúng ta nên hạn chế tham gia những cái phân khúc uh, nó mang tính uh, rủi ro và uh, không có cái 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 việc là cái việc kiểm soát của anh chị và các bạn là rất khó và hơn hết nữa là chúng ta sẽ 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 dễ dẫn vào vào cái tình trạng tức là cái diễn biến của kinh tế thế giới cũng như Covid-19 nó đang rất là phức tạp thì rất khó cho anh chị, cho các bạn có thể là kiểm soát chính xác được nó diễn biến như thế nào và dẫn đến, đến câu chuyện chúng ta xuống tiền thì không những nó 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 rủi ro mà nó có thể là rất rủi ro và còn rủi ro hơn cả là những cái bất động sản thông thường gần nhà anh chị và các bạn mà anh chị và các bạn kiểm soát được. cảm ơn anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe video này, à, đừng quên là ấn vào đăng ký để um, cập nhật những video mới và không bỏ sót video nào tại cái chỗ vòng tròn có chữ kinh tế cuộc sống ở đây cũng như là đừng quên ủng hộ kênh kinh tế và cuộc sống một uh, cái like của anh chị và các bạn và chia sẻ uh, cái đường link của video này tới nhiều người hơn. Thân chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.